với dân cha và con và cô xin Chúa sáng soi cho chúng con những việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mọi việc chúng con cho đến hoàn thành điều nhờ bởi. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Mẫn, là người ở xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Người anh em của chúng con bị tiểu đường tiếp 2, cao huyết áp vô căn, phì đại tuyến tiền liệt, sỏi túi mật và nang thận trái. Nhìn lại cái bệnh án của người anh em chúng con rất là nặng. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho người anh em này, để người anh em này được khỏe mạnh, trở về quê hương để phục vụ cho gia đình, cho chòm xóm láng giềng, cho vợ, cho con, cho những người thân. Chúng con cũng xin Chúa chúc phúc lành cho anh Tám, chủ tịch chữ thập đỏ, anh Chính và những người trong ban diện chẩn. Xin các bạn trên cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho người anh em của chúng ta là Nguyễn Văn Mẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời mọi người ngồi xuống nha. Xin chào anh Tám, chủ tịch chữ thập đỏ và tất cả mọi người, nhất là các bệnh nhân nha. Bây giờ cha hỏi bệnh nhân nè. Bệnh nhân đã thông cái vấn đề ăn cháo trắng chưa? Chấp nhận ăn cháo trắng rồi ha. Rồi chấp nhận cái phương pháp điều trị này nha. Vậy sau khi cân đo đong đếm rồi, chúng ta chữa bệnh, chúng ta phải cố gắng chữa cho hết bệnh nha. Chúng ta không được tháo lui nha. Tại vì mỗi lần chữa bệnh là mỗi lần khó. Giống như là mỗi lần chúng ta làm một công trình gì, chúng ta phải cân đong đo đếm. Riêng về cái công việc chữa bệnh của cha ở đây là cha chữa bằng công nghệ nano. Cái công nghệ nano này nó được hiểu theo một cách tự nhiên. Nano nó là một hình thức là công nghệ siêu nhỏ, hay tạm gọi rõ ràng nhất nó là nước. Vậy thì tất cả những bệnh nhân mà chúng ta đang có mặt ở đây thì cha đều chữa bệnh bằng công nghệ nano. Công nghệ nano có nghĩa là gì? Giờ đây bệnh nhân là ăn cháo nano, uống thuốc nano, đắp thuốc nano, bó thuốc nano, tất cả mọi thứ là nano quá hết. Kể cả cái thuốc mình đắp cũng là nano. Thế thì bây giờ, ví dụ như đây là một lá cây, một nhóm lá cây, lá thuốc đó. Bây giờ cha đâm ra thành nước, rồi cha mới đắp vào cái người bệnh. Nước thì sao đắp? Đó là một cái kỹ thuật gọi là công nghệ nano. Và cái cơ thể của một con người khi bệnh rồi thì phải dùng công nghệ nano mới có thể chữa trị được. Vậy thì cái bệnh của ông Nguyễn Văn Mẫn này là một trong những bệnh nhân hết sức là đặc biệt, được gọi là những căn bệnh là hiểm nghèo. Nếu như con không chữa bệnh ở đây thì nhất định là thuốc tây không thể chữa hết, cùng lắm là giảm đau, cùng lắm là giảm đau thôi. Thì đó là cha nói về cái kinh nghiệm chữa trị bằng cái công nghệ nano mà ở đây cha đã cho ra đời là 23-25 ca gì rồi. Thì cũng không ai khác ngoài anh Tám, danh chính có mặt đây là những người đã từng ký cho người ta ra viện mà, chứ đâu phải là người khác ký ở đâu nè. Thì anh Tám và anh Chính đây quá hiểu được cái chuyện chữa bệnh ở đây rồi. Cho nên hôm nay có một người trong xã của anh Tám thì anh Tám dẫn đến để chữa bệnh ha. Vậy cha hỏi bệnh nhân ông Nguyễn Văn Mẫn chút. Tại sao con biết con bệnh này? Đi bác sĩ. Vậy thì trước khi đi bác sĩ này thì cái bệnh này nó phản ứng như thế nào mà mình đi bác sĩ? Cảm lạnh vậy thôi. Vậy làm sao mà mình gặp phải cái bệnh này? Không biết lý do sao mà mình bệnh. Không nè, mình sống cho tới lớn chút xíu tự nhiên mình bệnh, mình không biết lý do sao mình bệnh. Cha nói cho con lý do chỗ đó. Ngay cái chỗ mà con ăn sai thức ăn mà ngày hôm nay con mới bệnh như vậy.
cái thức ăn mà Thượng Đế đã an bài cho chúng ta đó là mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, mà chúng ta đâu có biết. Ông bà tổ tiên mình sinh mình ra, ông bà tổ tiên mình đâu có hiểu được chỗ này. Do vậy mà ông bà tổ tiên mình dạy mình gì mình làm theo đó. Tới chừng mình lớn lên rồi mình ăn theo rồi cuối cùng mình bị lâm nạn luôn, mình không hay. Vậy cha chứng minh cho thấy, thông thường người ta nói rằng là tôi đang ngồi ở đây thì xung quanh tôi đâu có biển, đúng không nào? Nhưng mà vũ trụ này nhân loại gồm có khoảng 7 tỷ rưỡi người. Vậy thì trong 7 tỷ rưỡi người này, họ đang ở trên một cái vũ trụ có 1/3 vũ trụ thôi. Còn 3/4 của vũ trụ nữa là dư nữa. Tức là vũ trụ này được chia làm 4. 1/3 của vũ trụ là 7 tỷ rưỡi người ở là đất liền. Còn lại 3/4 đó là đất gì? Là biển. Vậy cái vũ trụ này 7 phần là biển, 3 phần là đất liền. Nghe cha nói kỹ nha. Vũ trụ này 7 phần là biển, 3 phần là đất liền. Bây giờ áp dụng vào cơ thể của chúng ta. Cơ thể của chúng ta 7 phần là nước, 3 phần là chất cứng. Tức là 7 phần là chất lỏng, 3 phần là chất cứng. Vậy thì khi chúng ta sanh ra, chúng ta ăn tất cả những thức ăn vào trong cơ thể ta là ta làm cho nó hóa thành nhuyễn, hóa thành nước luôn. Ví dụ như mình nhai cơm, mình nhai cho thiệt là nhuyễn vô trong miệng mình nhai cho thiệt là nhuyễn rồi mình mới nuốt vô bao tử của mình. Vậy mình đâu có đưa cái chất gì cứng vô người mình. Nhưng mà khi mình đưa những cái chất nhuyễn vào trong người mình thì những cái chất nhuyễn đó, cái nào mà nó biến thành xương cốt ta là nó biến. Còn cái nào nó biến thành chất bổ để nuôi sống, để làm máu cho chúng ta, để biến thành máu, để tạo máu mới cho chúng ta là nó tạo ra thịt, ra máu, ra xương, ra tóc, ra tất cả những thứ khác. Mà ngay cái chỗ đó, Thiên Chúa có cách của Thiên Chúa. Chúng ta là con người, chúng ta không biết được. Nhưng chúng ta biết được cơ thể của chúng ta 7 phần là nước, 3 phần là chất cứng. Tức là 7 phần chất lỏng, 3 phần chất cứng. Vậy cái 3 phần chất cứng này là nó hấp thụ từ tất cả những thứ mà mình ăn vào. Vậy thì bây giờ cơ thể của mình đã đủ 3 phần chất cứng rồi mà mình lại tiếp tục ăn những cái chất mà không nano là tất cả những loài động vật. Thì khi mình ăn nó vào thì cái chất cứng của nó đó, cái chất không nano của nó lại nạp vào trong con người mình nữa. Thì nó không có đường đi, nó sẽ sanh ra tất cả những chứng bệnh khác. Mà thế giới này đâu có hiểu. Cha dám khẳng định với mọi người rằng nhân loại này chưa hiểu, chứ không phải là ai ở đây không ai hiểu. Túm lại là có một mình cha hiểu thôi. Anh Tham nghe ngon không? Hôm nay cha nói với anh đây, có mình anh nghe, có 2-3-4 người nghe thôi. Nhưng mà ngày mai này hàng triệu triệu người nghe cái lời cha nói hôm nay, cả 7 tỷ rưỡi người không ai hiểu hết. Bởi vậy nó mới chết con. Bởi vậy con mới tới đây con khám bệnh, chữa bệnh. Nó biết cơ thể mình là 7% là chất lỏng, 3% là chất cứng. Mà nó đâu có biết rằng vậy cơ thể ta phải ăn cái chất lỏng vào, cái chất nano vào thì cơ thể của chúng ta mới mạnh khỏe, tráng kiện được. Nó đâu có biết. Tại sao nó không biết? Tại sao nhân loại nó không biết? Là bởi vì ông bà tổ tiên đã đi theo một cái con đường là ăn động vật từ ngàn xưa đến bây giờ rồi. Thì cứ hễ bệnh thì đi bác sĩ, chết thì đem chôn. Ông Tám thấy vậy đúng không? Bệnh thì cái cổng nhau để bác sĩ, chết thì cổng nhau ra đất thánh, nghĩa địa, nghĩa trang. Chỉ có hiểu như vậy thôi. Rồi kết luận sao? Ôi chắc trời kêu nó rồi. Hắn nè, tới giờ trời kêu nó rồi. Vậy 20 mấy 30 ca đang có mặt ở đây, và 20 mấy ca đang lành bệnh. Nếu không có cha thì trời kêu nó rồi, anh Tám công nhận không? Vậy bây giờ cha chữa lành nó như thế này, giờ ai kêu đây? Phải trời kêu không?
vậy mình nói oan cho ông trời. Tại mình đi sai con đường, tại mình ăn sai thức ăn, do vậy mà mình làm cho cơ thể mình nó bị tục quá, nó bị chết dần chết mòn, chứ ông trời nào kêu. Không có ông trời nào kêu bắt đất kỳ tử vậy hết. Không có. Tại chính chúng ta. Vậy thì cha nói cho cái ông bệnh này biết, do bởi con ăn sai cái thức ăn mà từ khi con được hành thình, thành hình trong lòng mẹ là con đã sai thức ăn rồi. Mẹ con đã nuôi con bằng dòng sữa động vật. Mẹ ăn thức ăn để đưa con, đưa vào cái bào thai con bằng chính cái dòng máu của động vật, cái thức ăn không nano. Rồi con lớn lên, cái cơ thể con nó đã thấm nhiễm thức ăn không nano, rồi con ăn tiếp con đâu có hay. Nhức đầu, đau bụng, sổ mũi, nghẹt mũi thì đi mua thuốc uống. Có bị gì thì bác sĩ cao cấp hơn chữa bệnh cho mình. Đến một ngày nào đó nó xì ra bệnh ung thư, bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, không bác sĩ nào chữa nổi. Mà tại sao chữa không nổi? Tại vì tất cả mọi người trên vũ trụ này 7 tỷ rưỡi người trừ ông cha Tường ra. Anh Chính nghe tôi nói cho kỹ nha. Trừ ông cha Tường ra 7 tỷ rưỡi người sai sạch hết, không ai trúng hết. Cha biết cha nói như thế, cộng đồng mạng nó bực mình cha lắm. Nhưng mà nó suy gẫm lại, mình sai thiệt. Mình sai thiệt. Và chính vì mình sai đó, ngày hôm nay mới xuất hiện ra ông cha Tường, ông chữa bệnh nan y như vậy. Mà ông chứng minh cái bài thuốc, cái phương pháp của ông, cái công thức của ông là công nghệ nano. Nó là như vậy. Cho nên cha nói như vậy để cho ngày hôm nay con đến đây con trị bệnh thì con phải biết nghe lời ban diện chẩn nha, phải nghe lời ban diện chẩn. Và ngày nào con còn ở trong phòng khám này, con phải tuyệt đối nghe lời ban diện chẩn để ban diện chẩn mới cứu được. Còn ngày nào con không nghe lời ban diện chẩn là nhất định con sẽ không cứu được. Mà cha cũng nói rất là rõ, khi con đến đây khám bệnh thì con làm hai cái tờ đơn. Một là đơn xin khám chữa bệnh miễn phí. Khi con ký vào cái đơn này thì nhất định con chữa bệnh sẽ không phải trả tiền. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, con ký vào cái đơn này là cái đơn gọi là giấy cam kết khám chữa bệnh. Trong cái giấy cam kết khám chữa bệnh này, một là con sai phát đồ cho đuổi con. Hai là con chết chóc hay là bất đắc kỳ tử con chết, con không được thưa kiện những người ở đây. Đồng ý như vậy cha mới cứu chữa. Con có đồng ý không? Chắc chắn đồng ý nha. Vợ có đồng ý không? Vợ có đồng ý không? Phải chắc chắn đồng ý cha. Bây giờ không có con là có vợ đại diện nha. Mỗi người cùng đồng lòng với nhau mới chữa được. Thí dụ như anh Tám thấy vừa rồi, mình chữa cho một người mà vợ con không có, chữa không được. Phải có vợ hoặc có con đến cam kết thì chúng ta chữa mới thành công nha. Còn như hồi sáng đi không có vợ đi chữa không thành công nha. Và nhất định người nuôi phải trực tiếp 24/24. Chứ đâu có biết rằng rủi bây giờ mà người nuôi mà bỏ về nhà rồi người bệnh ở đây, lỡ lát sau rủi ổng trúng gió ổng chết thì người nhà vô đổ thừa những người đây làm sao? Phải nè. Phải có một người nuôi trực tiếp 24/24, có được không? Không được phép bỏ chồng đi bất cứ giờ nào nha. Và cha nói rõ, khi trật phát đồ rồi là cha đuổi nha. Cha đuổi à. Cha đây là cha khó như lắm, bởi vì cha chữa bệnh cho hết bệnh. Cha chữa cho hết bệnh. Ở đây cha đuổi nhiều ca lắm rồi, chứ không phải là cha không đuổi đâu. Cha đuổi nhiều ca lắm, bởi vì cha cố tình cha chữa cho hết bệnh nha. Đó là những cái mà cha nói như vậy nha. Rồi, ở đây cha hoan nghênh anh Tám là chủ tịch chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim. Cái phòng khám mà có mặt ở đây, đó là cái công đức của anh Tám rất là lớn nha. Và cái công đức của anh Chính rất là lớn. Đây là hai người mà phải nói là trụ cột của phòng khám này. Ngoài cái chuyện mà anh ủng hộ tinh thần, anh ủng hộ tịnh tài tiền bạc gì đó, điều đó là điều cha rất hoan nghênh anh.
mà hôm nay cho lại quan nghênh tiếp tục nữa là anh lại dẫn người đến đây chữa bệnh, đó là con dân của anh. Chắc có lẽ là cuộc đời chủ tịch chữ thập đỏ của anh là người tiên phong trong xã Vĩnh Kim, phải vậy không? Người đầu tiên phá quá nhiều lệ, giữ được truyền thống là yêu nước thương dân, giữ được cái truyền thống là không phân biệt chủng tộc màu da thứ tóc, mà lại phát triển cái truyền thống là dẫn con dân mình đi đến để chữa bệnh. Đây là điều cha rất là cảm kích vô cùng. Xin Chúa chúc lành cho anh Tám nha, xin Chúa chúc lành cho anh Chín nha. Riêng về cái bác bệnh này đây, bắt đầu từ hôm nay trở về nhà chữa bệnh, chữa bệnh xong trở về nhà phải cảm ơn chính quyền địa phương. Họ thương mình. Còn những anh em đồng nghiệp với mình, đồng môn với mình, còn những cầu thủ đá chung sân bóng với mình, đến khi mình bệnh họ dẫn mình đến đây, họ chữa bệnh. Cho nên con phải cảm ơn những người chữa bệnh như thế này nha. Rồi cuối cùng thì cha nhắc nhở ba chuyện. Chuyện thứ nhất là phải giữ phát đồ. Thì giữ phát đồ trong đó là đúng thức ăn, rồi đúng người nuôi, đúng người ở, vân vân, các cái. Mà cái đó thì ban viện trận sẽ nhắc nhở thêm. Một cái nhắc nhở thứ hai đó là phải cố gắng hy sinh hãm mình trong quá trình chữa trị nha. Một cái nhắc nhở thứ ba là sau khi hết bệnh rồi, trở về điều đầu tiên là phải cảm ơn chính quyền địa phương đã hết lòng giúp đỡ nha. Và phải giúp đỡ cho quê hương của mình càng nhiều hơn nữa nha. Cuối cùng cha cũng nhắc nhở anh Tám một chút. Ngoài cái chuyện cha quan nghênh anh rồi, còn cái chuyện anh phải nhìn ra đây chính là cái nơi mà anh thể hiện được cái lòng từ bi của anh qua cái hội chữ thập đỏ, phải vậy không? Và giờ đây anh phải thông báo cho toàn xã biết nếu ai có bệnh, nhưng mà với điều kiện phải là người ngoại đạo nha anh Tám, với điều kiện phải là người không tôn giáo. Thì tất cả những người đó, không phải anh cổng những người ở xã này, mà nếu ở xã kia mà nếu người ta không đi được, anh cũng phải cổng người ta về. Đó là cái yêu cầu của cha nha. Và điều thứ ba, anh phải coi đây là cái nơi mà anh phát triển hết tất cả những gì anh có thể để anh giúp cho con dân của anh trong những năm tháng anh là chủ tịch chữ thập đỏ nha. Đó là những lời nhắn nhủ của cha nha. Bây giờ anh Tám có ý kiến gì không? Kính thưa linh mục, tất cả trong ban hiện trận và anh ba là đi trị bệnh với cùng với gia đình, thì qua nãy giờ sau cái lời của linh mục đã triển khai tất cả những công việc mà trong cái phòng khám đây, thì riêng anh ba thật sự mà nói thì anh cũng là bệnh đã trị là tới là bệnh viện lớn. Thì nay thì anh cũng để gợi ý là Tám để hướng dẫn anh vô đây trị, thì trên cái phương diện đó thì Tám cũng sẵn lòng thôi để trị, bởi vì tất cả con người chúng ta mà cái sức khỏe là trên hết. Tuy nhiên mình đã có trị là các bệnh viện lớn thì trị, nhưng mình thấy là cảm thấy thì cái tinh thần thì nó cũng không có được hoàn hảo hết, vì bác sĩ cũng là trị tận tâm lớn, nhưng mình thấy trị thì cái bệnh mình nó càng ngày càng nặng thêm. Thì đây là cũng phòng khám mà trị, không phải mà nói thì đây là tất cả thì trị, nhưng mà cái số con người thì đến thì nó đến, nhưng mình là sức khỏe mình trên hết, mình phải tìm mọi cách để mình là cứu vớt cái sức khỏe mình, cái bản thân mình để sống cùng chung với gia đình, thì một điều rất là quý. Thì nay nhân dịp đây Tám cũng dẫn giới thiệu anh đến đây, trước là có anh chị và trong gia đình, thì anh cũng quyết tâm để là thực hiện đúng với pháp đồ của trong cái phòng khám này trị để cho anh lành bệnh. Vì tất cả chúng ta thì phải bệnh thì mình phải vâng lời theo là y bác sĩ thì mình mới hết, chứ nếu mà mình bệnh mà mình không có tin theo được, không theo là sự hướng dẫn hoặc là các cái món thức ăn thì chúng ta là không cho chấp nhận, thì có thể bệnh chúng ta không giảm. Thì tuy nhiên thì chúng ta rất đi là tin tưởng, cái gì vậy là tin tưởng, là sự là tin tưởng phải có. Thì cũng mong rất anh cũng là quyết tâm để trị là mau làm bệnh. Thì đây nhân dịp phải chúc đây cũng trước là linh mục, sau là tất cả đây, và là trước ngày cũ là mình thì đạo Phật nguyện cầu xin trời Phật, là Chúa và các đấng ở đây cùng bà con là láng giềng phố mặt ở đây cũng cầu xin để hộ trì cho anh, giúp là cơn bệnh anh sẽ lành bệnh. Thì cũng để chúc sức khỏe anh, thì cuối cùng xin hết.
Cảm ơn anh Tám. Cha nhắc lại một lần là hồi nãy khoảng 2 giờ mấy cha có mặt ở đây. Có một ca bệnh từ Hà Nội vô đây. Từ Thanh Hóa vô đây. Thì Thanh Hóa là Hà Nội chứ gì. Đi tàu hỏa hay đi máy bay gì cha không biết. À, vô trong này là bệnh tuyến giáp, cắt mổ rồi. Bây giờ còn di căn. Thì cha hỏi là bây giờ con ăn cháo được không? Thì trả lời với cha là con không ăn cháo được. Tại vì xưa nay con không ăn cháo quen. Nhưng mà cái từ con ăn cháo được không có nghĩa là cái từ đó không ai chấp nhận đó. Bởi vì cha tôi về mà ăn cháo là sao có sức khỏe. Người ta chưa có hiểu cái công nghệ cha chữa bệnh bằng công nghệ nano. Nó chưa hiểu. Vậy thì cha nói bây giờ cái công nghệ này là công nghệ chữa bệnh bằng nano, mà nano là cái thức ăn, con phải nano là cháo đó con. Thì cái người bệnh này trả lời thẳng mà con ăn không được. Thế thì con đi về Hà Nội đi con, chứ cha đâu có chữa được. Con chữa bệnh ở đây con phải theo phác đồ, mà con chữa bệnh ở đây mà con đòi chữa bệnh là chữa cho con, mà con ăn tự do thì ở đây không có lãnh con được. Cuối cùng cô đó và ông chủ tịch chữ thập đỏ xã phải đành quay trở về Thanh Hóa, chứ đâu có thể chữa được. Vậy cha nhắc ông bệnh này, khi con đến đây con chữa bệnh, điều đầu tiên là người thân con mừng. Bởi vì người thân mình không muốn nhìn mình bệnh, phải vậy không nè? Mà bản thân của mình thì các bác sĩ đã bỏ tay rồi, còn một chỗ nhận bệnh con là con mừng. Người thân của mình, người ta sẽ không bao giờ buồn nữa. Bởi vì người ta nói là chồng tôi, con tôi, vợ tôi có chỗ chữa bệnh rồi, tôi mừng lắm. Vậy nếu như con có chết ở đây, con hãy vui mừng. Vì vợ con của con nó mãn nguyện đưa con tới chỗ này. Còn nếu con sống lại thì vợ con nó cũng vui mừng hân hoan vô cùng. Nhưng mà cha nói cái chỗ sống lại nè, nếu như con chết đi rồi thì vợ con của con nó mãn nguyện gì, nó không có phụ lòng chồng con. Khi chồng con của mình bệnh tật, mình đưa tới nơi, tới chỗ, tới cái chỗ mà cao cấp nhất để chữa bệnh. Hồi nãy cha nói 7 tỷ rưỡi người, trừ một mình cha ra không ai biết chữa bệnh năng y hết. Nếu chữa là chết, vô quá chắc là vô thuốc độc không. Vậy thì khi mà con đến đây rồi thì vợ của mình, con cái của mình an lòng lắm. Nếu như mình có mất đi, vợ con của mình bình an vô cùng, vì tôi đã đưa chồng tôi đến nơi an toàn nhất nhưng vẫn không sống được. Đó là trời đã kêu rồi. Mà ngược lại nếu con sống, con trở về thì con ơi, con hãy cố gắng con sửa mình, con đừng để bệnh nữa. Hoặc là con hãy cố gắng cẩn thận hy sinh hả mình, đừng để mình bệnh nữa, vợ con của mình nó không đưa tới đây được. Cha chỉ cứu một mạng thôi, cha chỉ cứu con một lần thôi. Người khác cha còn thời gian để cứu người khác nữa. Chứ cha không giống như cái bệnh viện mà hãy con hết bệnh thì con ra, mà hãy có bệnh nữa con chạy vô, hết thì ra, bệnh thì vô, hết thì ra, bệnh vô. Ở đây không có chuyện này. Ở đây cha chỉ cứu một lần duy nhất. Nếu như con hết bệnh, con hãy trở về, con sửa mình, con làm một người tốt hơn. Còn nếu con chết tại đây, con hãy vui mừng vì vợ con của mình đã mãn nguyện vô cùng, đã đưa mình tới đây. Đó là những lời nhắn nhủ sau cùng của cha nha. Cuối cùng thì cha đã ký những miếng giấy này vô đây để cha nhận bệnh rồi. Thì bây giờ phần còn lại là bệnh nhân, ban diện chẩn và chủ tịch chữ thập đỏ ký vô đây để làm chứng với nhau nha. Để sau khi mà lỡ có bất trắc gì thì có đây là miếng giấy để làm bằng chứng nha. Rồi xin thầy Thanh chuyển giấy cho bệnh nhân ký. Anh Tám ký 2 miếng để anh giữ lại một miếng nha anh Tám. Anh làm chứng 2. Chứng 2. Thank you.
ký 2 miếng rồi lát nữa thầy Thanh gửi lại cho anh Tám một miếng. Rồi như vậy thì chút nữa anh Tám sẽ đưa bệnh nhân vô tới phòng khám để làm tròn trách nhiệm của mình nha. Rồi sau đó thì bệnh nhân sẽ ở lại đây, sẽ lưu trú lại đây để điều trị. Thì bắt đầu từ khi mà anh Tám đưa bệnh nhân vô phòng rồi là anh Tám hết trách nhiệm. Thì lúc này đây là Lương Y sẽ có cách hướng dẫn bệnh nhân đi bằng đủ cách để cho nó mau phục hồi. Rồi ban viện chẩn mình chút nữa mình ký ha. Rồi bây giờ tất cả như vậy là mọi người mãn nguyện hết rồi phải không? Chúng ta lên xuồng chữa trị nha. Rồi thôi vậy chúng ta đứng lên đọc kinh nha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời anh Tám dẫn bệnh nhân vô phòng để thầy Thanh sẽ làm việc. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.